Bây giờ là set đấu thứ 6. Set đấu thứ 5 của trận công đài thứ 2 đô đài Minkati kỳ 115 giữa tay vợt công đài Nguyễn Trung Đoàn và đài chủ Lê Minh Tuấn. Tỷ số bây giờ đang tạm thời là 3-1 nghiêng về cho đài chủ Lê Minh Tuấn. Set 6. Tuấn giao bóng, không đều. Set 5, Đoàn giao bóng, không đều. Một không. Wow, một pha bóng rất hay. Một đều. Hai một. Quả vừa rồi không phải quả giật, không phải quả bạc, mà là quả tát. Hai đều. Anh Sơn chậm thời gian nè. Cùng nó làm lợi cho bao nhiêu người. Một pha cứu bóng rất hay của Lê Minh Tuấn. Đoàn dự công tử đang cười cười và suy nghĩ đấu pháp. Vậy 20 trận. Hai, sáu. Vô. Ba sáu. Sáu bốn. Bảy bốn. Bốn tám.
vào. Bốn, chín. Chưa, không bao giờ. Chưa. Đừng vội. Không có gì mà vội cả. Sao hôm nay không bị sao á hả? Chơi là cứ phải từ từ, không có gì mà vội cả. Mười năm, chưa có gì. À, và 11 năm. Như vậy lão tướng Lê Minh Tuấn đã xuất sắc thắng trận này ở tỷ số 4-1. Thật ngoài dự kiến.